Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn ăn bánh lăng nha. Và với công thức làm đơn giản nè. Bánh lăng thì siêu mềm mịn luôn, ngọt và thơm, chỉ với một cái cách làm dễ dàng lắm luôn. Và để làm bánh lăng thì mình chuẩn bị là 5 cái quả trứng gà. Trứng này thì các bạn chọn cái trứng gà công nghiệp á. Thì 5 trứng này khoảng chừng 280g, tính luôn phần vỏ trứng ha. Tiếp theo là một cái túi sữa tươi vậy nè. Thì mình dùng 2 túi là 440. 100g đường, tí xíu nước. Và mình dùng thêm 100g sữa đặc có đường nữa để cho nó ngon hơn á. Các bạn không có thì khỏi cho. Rồi trước hết thì mình sẽ cho đường vô trong cái chảo nhỏ này nè. Thì cái lượng đường mình cho vô đây là hơn một phần nữa ha. Cho vô tí xíu nước, còn một ít thì mình chừa lại một chút nữa mình cho vô sau. Bắt lên bếp các bạn nấu cho nó sôi lên. Sau khi nước đường của mình nó sôi vậy nè, các bạn lắc cái chảo cho nó tan đường. Và đường nó đã tan thì mình cho vô đây một trái tắc á. Nếu các bạn không có tắc thì mình dùng một lát chanh. Tắc á thì nó sẽ thơm hơn. Và chanh và tắc nó có độ axit. Mình cho vô đây thì đường của mình nó không bị cứng. Rồi mình để đây. Quay trở lại đây thì mình sẽ đạp trứng vô trong cái tô. Cho hết 5 cái trứng gà vô trong tô này. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy nhẹ nhàng. Trứng á, mà làm bánh lăng á, muốn cho nó không có bị rỗ và nó mềm mịn thì các bạn khuấy trứng nhẹ nhàng. Mình đừng có khuấy cho nó mạnh quá, nó tạo được cái bong bóng bọt á, thì cái bánh của mình lên nó bị rỗ. Khuấy đều xong rồi bây giờ mình rây nó lại. Tại vì mình khuấy vậy á, cái lòng trắng á, nó chưa có tan hết đâu, các bạn phải rây lại nha. Mình rây vậy nè để loại bỏ bớt cái lòng trắng khi mà nó chưa có tan đó. Rồi mình sẽ rây trở lại thêm một lần nữa. Nó còn hơi lợn cợn á. Rồi rây xong rồi bây giờ các bạn để một bên ha. Bây giờ mình quay trở lại cái caramel. Bây giờ cũng nó cũng chuyển màu được tí xíu rồi nè. Các bạn cũng nghiêng cái chảo thôi. Và mình canh nha. Rồi vậy là được rồi nè các bạn. Nó chuyển cái màu cánh gián đẹp. Vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước hồi nãy mình chừa lại đó, mình cho vô đây để cho đường của mình nó lỏng ra, nó không có bị cứng á. Rồi tắt bếp luôn. Thì mình sẽ gót vô trong những cái khuôn bánh lăng nhỏ nhỏ vậy nè. Chia đều 10 cái khuôn. Cái nước đường của mình vậy là vừa luôn á. Xong rồi bây giờ các bạn để đây cho nó đặc lại nha. Cái màu vậy là nó ngon nè, không có bị đắng. Rồi tiếp tục thì cái phần đường còn lại mình cho vô nồi. Rồi các bạn cho vô đây 100g sữa đặc, khoảng chừng 3 muỗng canh. Mình sẽ cắt hai cái gói sữa tươi mình cho vô luôn. Thì hai gói này 440ml. Sữa tươi có đường hay không đường đều được hết nha các bạn. Rồi mình sẽ khuấy nhẹ cho đường nó tan sơ ha, tại vì mình không có nấu nhiều sữa đó. Rồi bắt lên bếp các bạn để lửa thiệt là nhỏ và mình trong lúc nấu thì mình khuấy cho đường nó tan. Mình khuấy đến khi nào mà mình thấy đường nó tan là được à, chứ đừng có cho nó sôi nha. Đây đường nó tan đều hết rồi nè. Và lúc này cái nồi của mình nó chỉ hơi ấm thôi là được. Rồi mình tắt bếp luôn. Nhắc sữa xuống thì các bạn múc sữa vô từ từ mình cho vô trong trứng. Sữa lúc này nó sẽ hơi ấm ấm, nó không có quá nóng. Mình cho vô vậy là để khử mùi tanh của trứng á. Rồi cho vô hết luôn. Và cuối cùng thì các bạn sẽ khuấy nhẹ nhàng cho nó đều. Xong rồi bây giờ mình sẽ lược lại. Mình lược lại để bảo đảm cái hỗn hợp sữa trứng của mình nó mịn.
những cái lợn cợn các bạn bỏ đi. Xong hết rồi, bây giờ mình sắp những cái khuôn vô trong cái sửng hấp luôn ha. Các bạn sẽ múc sữa mình cho vô nhẹ nhàng. Cho nhẹ vậy là để cho nó đừng có ra cái bong bóng bọt á. Xong rồi nè, bây giờ các bạn lấy cái nắp á, mình đậy. Và mình không cần phải đậy kín, mình chỉ đậy vậy nè. Nước á, thì mình bắt cho nó sôi sẵn rồi mình cho sửng hấp vô. Đậy nắp lại và nhớ cái nắp của mình phải lau mồ hôi cho nó khô nha. Và mình để lửa thiệt là nhỏ. Và mình sẽ hấp trong vòng 30 phút. Đúng 30 phút thì các bạn tắt bếp luôn và mình mở nắp ra. Để kiểm tra bánh chín chưa thì các bạn dùng cái cây que nè. Mình xăm vào bánh. Cây que khô ráo không có ướt là chín. Rồi mình lấy bánh ra luôn. Bánh này các bạn lấy ra và mình chờ cho nó nguội hoàn toàn. Sau khi bánh nó nguội á, thì các bạn để vô trong ngăn mát tủ lạnh nè để mình ăn dần. Còn hôm nay mình quay cho nên là mình chưa có cho vô tủ lạnh đâu. Bánh rất là mềm mịn nè, bên trên thì nó láng. Bây giờ sẽ lấy bánh ra để thưởng thức nha. Ở cái lớp trên á, nó có cái màu vàng vàng. Đó, cái caramel của mình rất là vừa luôn. Nó có cái màu đỏ đỏ vàng vàng. Cho thêm nước đá lên nè. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh lăng theo cái vị truyền thống đơn giản, chỉ với hai nguyên liệu sữa và trứng. Bánh siêu mềm mịn luôn. Đây, mềm mịn rung rinh luôn nè. Rồi mời các bạn nha. Ngon lắm luôn các bạn. Nó có cái độ béo nè, độ thơm nè, hoàn toàn không nghe mùi trứng và mềm tan trong miệng luôn. Ngọt. Cái độ ngọt rất là vừa. Đây các bạn thấy nó có cái độ mềm không? Đây, cái bánh nào nó cũng láng mịn hết trơn á. Nó hoàn toàn không bị gỗ bánh. Bánh lăng mà các bạn làm nó không có bị gỗ là bánh lăng mới thành công. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.